Mặc dù ACE không tương đương với vốn chủ sở hữu trong Yuga Labs, nhưng nó cung cấp quyền truy cập vào hệ sinh thái Basie. ACE cũng đóng vai trò như hình thức thanh toán trong bản phát hành Meta RPG, nền tảng Metaverse sắp tới của Yuga Labs đã huy động được hơn 450 triệu USD để tạo và phát triển Metaverse mới này, với định giá công ty là 4 tỷ USD. ACE là đơn vị tiền tệ chính trong tất cả các dự án trong hệ sinh thái Basie và các tổ chức đầu tư khác đang tìm cách áp dụng nó như một hình thức thanh toán. Tạp chí Time có trụ sở tại New York đã thông báo trên Twitter rằng người dùng sẽ có thể thanh toán đăng ký tạp chí trực tuyến của họ bằng ACE. Time cũng chấp nhận Bitcoin, Ripple, Dogecoin. Mặc dù vẫn chưa rõ cơ chế staking và chưa thể dự đoán được rằng giá trị của nó có thể đi đến đâu, nhưng ACE đang có tiềm năng rất lớn để trở thành một token tiện ích của Web3.